Thằng cái tỷ này là cái thằng này là khiêu dâm nè. Đó. Thằng kia nói chung á, cái tính dâm á trong con người ai cũng có. Đúng không? Nhưng mà để kích được nó ra đó, thì chỉ có điêu thiền thôi. Thì anh lấy ví dụ, trong cơ thể chúng ta nó luôn có một cái nguồn năng lượng. Cái nguồn năng lượng này nó sẽ được sử dụng khi chúng ta cần thiết. Mà làm sao để huy động được cái nguồn năng lượng này cần phải có lệnh bài tính. Mà lệnh bài đó nó khiêu dâm nãy nói đó. Chào mừng các em đến với chương trình Vlog của anh Duy Nguyễn. Tiếp tục là một chủ đề về nutrition. Nha, nutrition ngày hôm nay thì anh sẽ nói về amino. Amino là cái dạng căn bản nhất của protein. Tất cả những protein vô cơ thể chúng ta đều chuyển hóa thành amino. Amino có hai loại, amino chó ăn với amino người uống. Cái mặt anh nói chuyện sốc mà. Bây giờ làm truyền thông là phải nói chuyện sốc. Anh nói sốc vậy thôi chứ con người anh không sốc như vậy đâu. Tức là amino nó có hai loại. Một cái amino là cơ thể không tổng hợp được thì nó mới cần quý. Còn cái một loại amino cơ thể tổng hợp được, hoặc là một loại amino nó có cả đống ở trong tự nhiên á, ăn kiểu dục nhín hết, thì cái đó là amino rẻ tiền, amino thường thôi. Anh lấy ví dụ, giờ trong cuộc đời của tụi em á, bây giờ cục vàng, cục đất, giờ cục nào mắc hơn? Cục vàng. Đúng không? Rõ ràng cục vàng mắc hơn. Tại vì sao? Tại cục vàng nó ít hơn cục đất. Vậy thôi, cục đất nó nhiều quá, nó rẻ hơn đi thôi. Còn trong tự nhiên cái loại amino A nó quá trời, loại amino B nó ít hơn, thì đương nhiên amino B nó quý hơn. Nó quý hơn về mặt thương mại, nhưng mà vô trong cơ thể chúng ta cái amino B nó không sinh ra được, còn cái amino A nó sinh ra được bằng những phản ứng thông thường. Wow. Đó. Thì cái amino mà quý á, mình kêu là cái gì? Mình kêu là cái gì mấy em? E A A. Wow. Nó chậm thôi, nó nhầm lèo lưỡi không ơi. Tôi bị lèo trên này hoài. Đó. Còn amino thường thì là amino thôi. Vậy thì trong cái amino mà nó chung chung hết á, thì nó có cả thường và cả VIP. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái này. BBT đã từng phân phối một sản phẩm cũng khá đình đám của Nutrach, cũng EAA luôn. Đó. Nào là gì? Nào là EAA, rồi nào là amino chat. Rồi xong rồi thằng RSB nó còn amino gì nữa? Aminolin. Sao cái thằng nào cũng tốt hết trơn nhìn Duy. Thằng nào mỗi thằng tốt một kiểu mà, giờ khó nói đó. Mà giờ Evogan thì nó cũng phải có amino nó mới bán được chứ. Đúng không? Hãng nào nó cũng phải có amino thôi. Chứ giờ mà tự nhiên giờ một cái hãng thực phẩm bổ sung mà nó không làm amino, nó không làm whey, nó không làm mát, nó không làm điều cao vậy làm gì? Nó làm súp cho chó ăn chứ làm gì giờ? Nhiều khi anh nói súp cho chó ăn tụi em lại sốc. Không phải, cái chuyện đó bên Mỹ nó bình thường mấy em. Ở bên Mỹ bên đây súp cho người, bên kia súp cho chó, hai bên đi chang, khác nhau để hình chó trên bao thôi. Thơm đi chang luôn. Sốc vậy đó. Anh nói thiệt chứ em nào bên Mỹ hoặc là Úc hay gì đó là em sẽ hiểu được rồi. Chứ không phải là anh nói xạo. Vậy thì giờ á, cái hãng Evogan này chắc tụi em biết rồi gì. Nhìn cái hộp nó cũng sang hơn người ta nữa. Bởi vậy tụi anh nói với em rồi, bây giờ đời đâu ai đánh thuế giấc mơ. Đúng không? Nếu mà tụi em nghèo quá, tụi em không có tiền mua, tụi em mua Evogan á thì tụi em bây giờ cứ xài RSB, xài gì đó, rồi xong rồi mấy thằng khứa nào nó sống ảo á, nó sống ảo mà nó hay khoe đó. Nó khoe trên mấy cái group mà group gì mấy em, group TH Logistics gì đó. Nó khoe nó gì đam mê rồi cái gì hàng VIP, hàng hot gì đó, nói chung là nó nổ là trong tay nó mua sao Evogan gì nó uống rồi đó. Rồi tụi em nhắn tin riêng đó, bạn uống xong cho mình cái hộp nha. Đó. Bạn uống xong cho mình tới hộp, xong rồi tới lúc em xài cái hộp rồi em đổ cái bột kia vô, nó nhìn cái màu bột, đủ dân chơi nó mới biết. Chứ còn dân thường nó đâu biết bột nào đâu. Lúc đó là mình sống ảo. Sống ảo nhiều lắm em, giờ thôi bữa Facebook thời bữa sống ảo mà. Đó, anh thấy cái label của nó xịn hơn label người ta. Thí dụ như aminolin đi. Anh nói thiệt mẹ, nó chất từ cái độ đó luôn á. Em lấy tay em rờ vô aminolin. Đúng không? Em rờ cho aminolin. Đó, thì ủng ăn aminolin này hơi bị hố mày ơi. Thằng nào cũng xịn hết trơn nha ba. À đủ giờ mới biết nhập à, hàng nào cũng xịn, à, hàng này không xịn nè. Nãy giờ anh rờ hàng nào cũng xịn đó mấy em. Đâu á, BBT không phối hàng xịn quá. Nè, em rờ cho Lin Body. Em ru rồi không có gì đó. Còn em rờ chữ aminolin. Nó nổi. Yes. Đúng không? Xong rồi em rờ chữ dưới nó chìm. Còn thằng này. Đó, em rờ thằng nào nó cũng nổi hết nè. Thấy không? Nhìn cái công nghệ in quá nè. Nhìn công nghệ in của nó xịn. Thấy không? Chất. Đó là nói về nhãn. Còn cái đó là hộp của thằng quỷ này, nó thiết kế cái kiểu lùng lùng bực mình đó. Hũ mới của nó cùng kích thước.
mà thằng này chơi là đẹp rồi đó, anh đánh giá thằng này chơi là rất đẹp, anh sẽ chứng minh cái độ chất của nó cho tụi em thấy qua một những cái video khác nhau nè. Tại sao thằng này nó làm hai cầu thủ kích thước khác nhau, đúng không? Ví dụ giờ anh nói là cái nắp này với cái nắp này là đổ qua đổ lại được nè, anh khui luôn, chơi luôn, dân chơi mà không sợ đâu. Nè cái nắp này nè, đúng không? Đổi qua cái nắp này nè, được nữa không? Được hết á, bình thường đó. Ai biết nắp nào? Thường á, những cái hãng thực phẩm bổ sung á, nó sẽ sản xuất quy cách của cái hộp á là nó như nhau, để làm chi? Nó tiết kiệm chi phí, đúng không? Thí dụ như cái hãng RHB này, nó sản xuất ra một lần 100 ngàn hũ này luôn. Wow. Đúng không? Thì nó xuất ra cái hũ trắng. Xong rồi về cái thằng Aminolin nhiều mùi, thằng quỷ chứ xà bét sao đó gì không biết nữa, nó cũng để cái hũ này một quy cách thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Đó. Còn ví dụ như nào dân chơi á thì nó sản xuất khác nhau như này. Thằng này dân chơi, nó dân chơi cả cái label, cả cái nhãn, bây giờ nó dân chơi luôn cái hộp. Tự nhiên giờ mấy em sản xuất cái hộp lùn này với cái hộp cao được phải là hai mẫu không? Ông mới tốn tiền chứ. Ví dụ giờ tôi sản xuất 50 ngàn sản phẩm này kết hợp với 50 ngàn sản phẩm này thì tôi phải tốn 50 ngàn cái bình này với 50 ngàn cái bình này, vậy sao tôi không làm luôn một bình để tôi sản xuất 100 ngàn cái bình, đúng không? Sản xuất 100 ngàn cái bình chắc chắn rẻ hơn 50 ngàn cái bình, mà tôi sản xuất luôn 1 triệu cái đi để tôi dùng dồn lại tôi sản xuất cho cả năm đó. Nó là mình tin ý đi, mình sẽ thấy nó cách chơi được nhiều, nó sốc trong nhiều cái lắm, nó sốc lắm em. Riêng cái hãng Apple Gun này cái gì thì gì, có thể là những cái khác nó bình thường, anh không nói là cái hãng này toàn diện nha, những cái khác nó bình thường, nhưng mà hả, nói về chất lượng sản phẩm là nó rất tốt. Rồi giờ đi qua vô chuyên môn đi. Amino Cam bây giờ có cái event chương trình, chữ Cam viết tắt của chữ gì, ai nói đúng trúng event, cái event thiệt, ai nói đúng trúng event nha mấy em, event thiệt không giỡn đó. Còn anh chỉ đọc là Amino Cam thôi, tại vì á anh thích đọc thuần Việt, anh là người Việt Nam thích đọc thuần Việt Amino Cam đó. Nhưng mà tự nhiên mình nhìn qua cái Amino Cam này mình thấy nó vô lý cái chỗ nè, nó vô lý nha, đúng không? Không biết bỏ cho mỏ uống là chết mẹ nè đó. Vô lý thì sao, tự nhiên Amino Cam cái gì đâu mà cái gì mấy cái chuyện tăng cơ giảm mỡ điện giải thì nó nổ, đúng không? Thì cái nào cũng có thôi, tăng cơ giảm mỡ điện giải thì thằng EA cũng có luôn chứ có khác gì đâu. Nè thằng này cũng có luôn này, không khác gì hết đi chăng. Nhưng mà đó, nó khác ở chỗ đó, nó có cái gì mà 50mg F7 có nào Ronaldo không ta? Thấy ai biết được bên Mỹ khi nó khoái số 7 lắm em, đúng không? Có nào mẹ Ronaldo không? Đó, không biết phải không đó, thì tính sao đi. Đó, nhưng mà cái F7 này là cái để chút mình coi riêng, mình coi nó là cái gì, để mình biết cái sản phẩm này uống khi nào, đúng không? Mình phải coi thằng này đó là hàng thường hay là hàng hack. Như thằng này hàng thường, thằng này hàng thường, thằng này uống nào cũng được hết á, không sợ. Nhưng mà thằng này á, thấy nó ghê. Thấy cái hũ này nó bự mà nó là lạ, mà nó sang mà nó chảnh. Đó. Nên mình phải kiểm tra được coi nó uống khi nào nha mấy em. Tất cả những sản phẩm này mà anh nói mấy thằng khùng nói thuốc á, là anh đam nó là nó có cơ sở. Thứ nhất, trên cái nhãn ghi rõ ràng phải là thuốc. Thứ hai, cái sản phẩm này là của Mỹ Đế, đúng không? Mà mấy thằng nghèo như hơn Mỹ Đế tuổi gì mà ẵn, đúng không? Không có cần phải nói nhiều. Thứ mấy thằng nào mà súp Tây Á, rồi gì súp Đông Âu, Hungary, rồi Ba Lan gì đó, mấy cái đi khẽ súp Mỹ Đế ông vải trưởng, đúng không? Nên tụi em xài súp tụi phải hiểu cái nguồn ở đâu ra. Cái nguồn nó quan trọng cực kỳ. Để mà sản xuất ra được amino này, tao nhập nguồn Trung Quốc vậy tao bỏ vô cũng ra amino vậy nãy mới nói xong. Ủa trong cám heo có amino không mấy em? Sao không có được, không có sao con heo nó mập được, đúng không? Nhưng mà bởi vì cái nguồn là cái quan trọng nhất, chứ không phải là cái mà thể hiện trên nhãn là cái gì. Em hiểu chưa? Thí dụ như trên nhãn nó cũng đều là 10g amino như nhau, nhưng mà 10g amino mà lấy từ cám heo sao nó giá trị bằng 10g amino lấy từ sữa bò tinh khiết mà, đúng không? Rõ ràng. Nó FDA approved, cái gì cũng FDA nó quan trọng cực kỳ. FDA là tổ chức về cái quyền cấp phép và nói chung là nắm về thuốc và thực phẩm là tối thượng trên thế giới rồi, đúng không? Một cái loại vaccine nó cũng phải có FDA nó mới vô, tao mới chích, chứ không phải vaccine chính phủ nào cấp phép. Vaccine gì chính phủ cấp phép, đúng không? FDA là một tổ chức độc lập, nó có quyền nó cấp phép trên thuốc và thực phẩm. Đó, và chưa kể từng tiểu bang của Mỹ mà cái tiêu chí nó khác nhau nữa, không có giỡn đâu, nghe.
Mà thằng này nè, bạn nhớ trụ sở thằng này là bên Cali nha, thằng này là bên Cali đó. Mà cái tiểu bang California nó yêu cầu khó mà cố. Khó lắm. Đi qua Mỹ để thấy tiểu bang California tiêu chuẩn nó khó, nó có tiêu chuẩn riêng nữa. Không phải giỡn đâu. Tức là loại thực phẩm bổ sung này ở những cái tiểu bang khác đi, nó lấy 7 tiêu chí thôi, ta ví dụ thôi. Qua bên California lấy 10 tiêu chí luôn. Wow. Lấy 10 cái luôn, ép tiêu chuẩn nó phải khắc nghiệt, phải nghiêm túc vô. Rồi thôi giờ quay lại cái nhãn. Bây giờ mình coi protein nhiều không? Một muỗng 15g, ồ một muỗng 16g luôn, muỗng bự ta. Hũ này 30 lần. Bây giờ em hỏi tiếp nữa. Ủa Sanji ơi, nó không làm hũ 90 lần uống nhưng em cho nó rẻ anh. Không phải thì qua kim đi. Qua kim đi ba. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì tiêu chí nó rẻ. Còn tiêu chí này nó VIP. Nó bỏ vô miệng là phải VIP. Nó thí dụ như em muốn 4 muỗng, mấy bạn này 1 muỗng. Đúng không? Đâu phải là có số lượng nào, số lượng đó đâu. Em đi, em bỏ cái này vô em uống rồi mà cái cảm giác của em nó khác liền. Cái cảm giác của em là kể như em đẩy là cái như là nó đáng đồng tiền bát gạo, năng lượng nó sinh ra cực kỳ nhanh. Đúng không? Bởi vậy mình mới hỏi là ủa sao má mình coi video của thằng Khứa, mấy thằng Khứa model bên Evergreen nó tập trâu vậy. Tập trâu con khỉ nó uống mấy cái này không hà. Nó uống mấy cái này vô nó đẩy tốt lắm. Anh thử rồi. Cái ngày thử của anh là cái buổi kết hợp tuyệt vời. Đúng không? Giữa loại rì quạt cao là MVP3D và intra quạt cao là Minocam. Anh sẽ nói mày cái giá trị, cái hay của nó, chút anh nói sao. Đó. Mà giờ nói về thành phần đó, thì nói sơ cho mày hiểu thôi. Tức là thằng này nó có hai thành phần căn bản mà thằng EAA này cũng có. Đó là EAA. Đúng không? Và cái thành phần thứ hai là điện giải. Điện giải trong này á, nó có 1.5g biten và 500g nước dừa, thì hiểu gì đi. Nước dừa là chiết xuất nước dừa chứ không phải là nước dừa đổ đây nha ông nội. Đó, thì cái đó là cái điện giải. Mà đặc biệt thành phần của nó là nó có cái gì? Nó có S7. Thằng S7 đây là cái thằng này là thằng khiêu dâm nè. Đó, thằng kia nói chung á, cái tính dâm á trong con người ai cũng có. Đúng không? Nhưng mà để kích được nó ra đó, thì chỉ có điêu thuyền thôi. Đúng không? Điêu thuyền nó mới kích được tính dâm con lã bố đóng trát rồi mới làm cho nhà hán nó phục hưng trong ảo tưởng. Đó. Thì anh lấy ví dụ trong cơ thể chúng ta nó luôn có một cái nguồn năng lượng. Năng lượng. Cái nguồn năng lượng này nó sẽ được sử dụng khi chúng ta cần thiết. Mà làm sao để huy động được cái nguồn năng lượng này cần phải có lệnh bài tính. Mà lệnh bài này nó khiêu dâm nãy nói đó. Thì cái NO, em sợ đi, NO2, NO3, NO, nhà cha con nhà đó. Đó là cực kỳ quan trọng. Mà cái công thức này nè, anh không, cái này anh không nói sâu về chi tiết nha. Anh chỉ nói phân tích sơ cho em hiểu thôi. Cái thằng S7 này nè, 500mg trong mỗi muỗng nè, nó là nó để kích cái đó ra. Nó để điều động quân đội ra, để dùng quân đội đó tập gym. Wow. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nên thằng này là không thể nào uống trước ngủ được nha ông nội. Uống trước ngủ lôi con bồ ra tập thôi chứ không một cách nào khác hết. Đúng không? Nếu mà em có bồ thì em lôi con bồ ra tập. Còn nếu mà em có bồ quá em uống á thì em lôi điện thoại với cái ôm ra em tập thôi. Không một cách nào khác. Nó mới hỏi là cái loại này có uống trước tập được không? Vậy không được rồi, rõ ràng này phải uống trong tập. Đó, mình phải có kiến thức nền để mình hiểu được cái thời gian uống cái thằng Aminocam là lúc nào. Vậy thì phân tích tiếp. Cái hay của thằng Aminocam này á là nó rất là mắc. Mắc hình như là không biết nữa. Hình như cũng ngang ngửa khứa này chứ không bao giờ mắc hơn luôn hay gì á. Thằng này mắc lắm. Anh nhìn cái giá mà còn hết hồn mà. Nhưng mà nghĩ lại nó vẫn không bằng đi cà phê Starbucks nên thấy bình thường. Tại sao? Tại đơn giản thằng này phải hàng Mỹ không? Anh nói thiệt mày, cái này phải hàng Mỹ không? Thằng ta bất có phải hàng Mỹ không? Chưa chắc à. Cà phê Brazil sao? Đúng không? Thương hiệu của Mỹ thôi. Mày cà phê Brazil thì sao? Cà phê Việt Nam thì sao? Đúng không? Bằng ly ta bất thì tới 5 đồng. Thích là quay đó ba. Chứ không phải là cái chuyện mà không phải là cái chuyện mà ngồi trong đó uống đâu nha ông nội. Ngồi trong cái gì đó, ngồi trong đó uống rồi có em Út là không phải. Thích là quay là cầm đi á. Tức là mua tới nó sọt vô 5 đô xong rồi cầm đi hút rột rột quăng sọt rác đó. 5 đồng. Đó, uống vô có gì đâu, mắc tè thôi, không được vậy đó. Còn này nó khác. Đó, là anh nghĩ vào cái đó đó. Thằng này hàng Mỹ, thằng kia cũng hàng Mỹ, mà thằng này chất hơn. Nhưng mà giá thì rẻ hơn, hợp lý rồi ba. Rồi, tiếp tục. Nói về giá, giá thì không có sồn. Rồi, cách giờ dùng trong tập. Thì dùng trong tập thằng này có một cái rất hay mà rất là thích. Rất là thích. Nói chung á, thì cuộc sống này ai cũng sợ mập, đúng không? Ai cũng sợ ăn nhiều này nọ kia, rồi khó kiểm soát cân nặng, rồi phiền phức rồi sau này. Đúng không? Lỡ bị tiểu đường, béo phì, bị thận, bị thiết diện Covid nó nhập vô cái đi luôn, bệnh nền.
ghê lắm. Bây giờ làm sao làm né được cái bệnh nền, mà né được bệnh nền phải đi tập gym, mà tập gym đừng ăn tầm bậy, đúng không? Cùng lắm mua gà ăn như Nguyễn chọc tụi nó thôi. Chứ tụi em ăn tầm bậy này nọ nhiều quá nó mỡ nó mập. Bởi vì cuộc sống giờ anh ăn đâu có gì tầm bậy đâu, ăn sáng anh tập gym không giờ anh ăn đó nha, tập anh đó. Sáng anh tập gym không bao giờ anh ăn hết, anh chỉ uống Lean Body thôi. Vậy cái lượng carb ở đâu mà có? Cái lượng carb ở đâu mà có? Anh trả lời cho mày nghe, cái lượng carb là nằm trong 27g carb của gói Lean Body. Hết rồi đó. Với cái lượng carb ngày hôm qua nạp vô nó lưu trữ với dạng glycogen nằm trong cơ giờ nha. Nó lấy ra xài. Đó. Nhưng mà xong rồi lượng carb thêm cái nữa trong trong mấy chục gram đường của thằng Dark Master. Thằng Dark Master. Mà bây giờ anh uống cái này là anh bỏ Dark Master. Anh bỏ Dark Master nhưng mà cái cảm giác tập á, cảm giác của tập nó còn đã hơn, nó còn đã hơn lúc mà xài Dark Master nữa. Vậy thì sao? Rõ ràng cái này không calo nha ông nội. Cái này không calo. Vậy anh tiết kiệm được mớ carbohydrate nữa. Đúng chưa? Nếu mà anh uống Dark Master thì anh phải nạp vô một lượng đường để anh tập. Nhưng mà bây giờ anh không có lượng đường đó, anh vẫn tập và thậm chí tập tốt hơn. Thì cái giá trị nằm đó đó ba. Wow. Đúng không? Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó đó. Bởi vì nó tập gym mà trước khi tập gym là ăn là thua rồi. Thất sách rồi con trai. Sau tập mới ăn. Sau tập mới ăn, nghe. Trước tập một tiếng hồ không ai ăn hết á. Thà để bụng đói quất này vô chơi luôn. Wow. Đúng không? Làm gì đói như vậy? Tiếng hồ sao đói được, đúng không? Nó sau tập tụi em ăn dùm được, sau tập chỉ cần ngủ nhâm nhi, thích trên sàn này. Đâu có tiêu rồi. Đây. Nó thích xì xài này chung họ luôn. Còn không thích xì xài khác. Đúng không? Xài này anh xài hai muỗng luôn. Bàn cãi nữa. Đó. Vậy thì cái sự kết hợp. Bây giờ mình nói tới sự kết hợp. Sự kết hợp này là quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó. Quá tuyệt vời. Cặp đôi này quá tuyệt vời. Và sự kết hợp. Nó còn một cái sự kết hợp nữa. EVBS. Nhưng mà ngày hôm nay anh chưa có nói về cái thằng EVBS này. Mà thằng EVBS này anh sẽ nói về ngày mai. Nhưng mà sẽ bật bí luôn, thằng Aminokem này kết hợp được với cả hai. Wow. Nó đi theo bộ nha mấy em. Nó đi theo bộ, chứ tự nhiên mẹ em nói thằng Duy Nguyễn giới thiệu hay quá, mua hũ này dùng thử. Thôi mày mua một tao hũ này luôn đi. Không phải gã bán, hiểu không? Không phải gã bán đâu mấy em, thề luôn, cốc cần gã, mày mua khác mua. Nhưng mà có một cái mày uống cái hũ này vậy. Tâm tập uống nước lạnh. Kỳ. Không, nó thiếu. Vậy thôi thà đó. Sai tập ăn cơm mẹ nấu trong tập chơi hải này xong. Nhìn nó đỡ tức. Thấy không em? Nên nói chung á, thành phần thằng Aminokem này nó vẫn là EAA. Nhưng mà đây đó là cái loại EAA tinh khiết mà dành chuyên cho lúc tập luyện. Nó chuyên cho lúc tập luyện hoặc dành chuyên cho lúc cần hoạt động tỉnh táo thi cử hay là buổi sáng vô làm văn phòng gì đó. Không nên uống trước tập nếu mà mình FA đó, hiểu chưa? Còn trước tập mà có lấy con bồ ra tập được, trước ngủ là ủa nó lộn hả? Đúng rồi, trước tập cũng uống mà, trước ngủ là không được uống. Trước tập thì đương nhiên phải uống đều cao rồi, này phải đều cao đâu. Nhưng ví dụ như chị em bây giờ kinh tế yếu thì mua này uống làm đều cao cũng được, uống nhâm cốc cũng được. Phụ nữ mà tập gym nó khác đàn ông ơi, đúng không? Nên phụ nữ á, nó cái thời sức nó cũng hơi khác. Đó, tùy nhu cầu và tùy tiền. Anh nói, nhiều khi anh nói chuyện hơi gắt để cho tụi em hiểu cho thôi, chứ còn thật sự cuộc sống ở Việt Nam mà tập gym nó cũng có đam mê nữa má ơi. Đúng không? Mà nhiều khi nó đâu phải ai cũng có đủ điều kiện. Nó khổ vậy đó. Nó nên đó thì mình đôi khi mình xài đó cũng phải liệu cơm gấp mắm, hãng này hãng kia, hãng nọ đồ các kiểu. Đúng không? Anh làm video anh review cái cảm nhận và góc nhìn của hai sản phẩm này. Không có nghĩa là anh kêu tụi em phải mua hai sản phẩm này. Không có nghĩa là tụi em không tập mua, không có này là yếu. Đúng không? Anh chỉ là một sự giới thiệu, một sự introduce thôi. Đó. Và bây giờ á thì anh, cá nhân của anh á, thịnh chuyển qua hàng F, hàng này luôn. Tại vì anh cần một cái Stimri. Anh cần một cái Stimri, anh nói thật. Cuộc sống này giờ anh cần cái Stimri. Cái Stimri đó với anh nó quan trọng. Ngày trước anh uống Alex Stimri rồi, không ăn thua. Thằng đó không hợp anh hay sao á, nói chung là thằng Alex Stimri thì nó không ăn thua lắm. Đó. Nhưng mà thằng EVB Stimri này với thằng Alpha Bum Stimri á, nó tạo cho anh được một cảm giác anh tập nó như buổi tập thật. Thì anh chọn cái Stimri. Suy cho cùng á, bây giờ á, em xài reward cao mà không Stimri á, thì á, nó có lượng cà phê nó tích lũy trong người, đúng không? Cái lượng cà phê nó tích lũy trong người, nếu mà cái lượng cà phê nó xài hết á thì không sao hết. Còn nếu mà cái lượng cà phê nó không hết, nó đâm lên L
nó đâm ra mình bị nghiện caffeine và lờn caffeine, nó gây ra hội chứng mất ngủ kinh niên, thì nó khá là phức tạp trong cuộc sống của mình sau này. Wow. Cuộc sống ai cũng áp lực, đúng không? Mẹ tập gym một phần đó, nó đã mất ngủ nốt nhạc rồi, bây giờ mình áp lực thêm nốt nữa, hai nốt cộng lại mất là cái chắc. Nó thao thức, nó trằn trọc, sáng thì dậy sớm đi làm thì nó bực mình, ảnh hưởng tới cuộc sống đó. Nên anh nói thật, bây giờ thì anh chia sẻ tụi em ở trong tập thì trước mắt anh xài hàng này. Reward cao thì anh này 2-6, này 3-7. Cái này là kích thích nha. Cái này là kích thích. Nhưng mà giờ anh giảm lại, thằng này 2-6, này 3-7. Còn tập luyện vẫn ok, vẫn rất là good. Rồi mọi chi tiết và sản phẩm đó, thì em có thể liên hệ sale hoặc liên hệ thêm ở trên website đó, coi kỹ. Nó dịch ra rất là sát nghĩa và nói chung nó minh họa rõ ràng để tụi em hiểu hơn về sản phẩm này. Còn tất nhiên về thành phần á, thì nó là cũng là khủng bố rồi. Wow. Về chất lượng thì nó là đẳng cấp rồi. Evogan. Wow. BBT với Evogan có điểm chung, không chơi thì thôi, chơi là phải chất. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Hôm sau mình hứa cho tụi em mình làm video về massage nha. Massage hứa hoài không làm, tín dụng nữa. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.